Vì vậy mà vàng ở trên trái đất này là hữu hạn. Thì theo như các bài báo đưa ra thì và người ta khai thác từ cái vàng cục đó. Nên là vàng tuy là để khi mà xảy ra về khủng hoảng tài chính thì cái lượng vàng đó. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vàng Thành Ngôn TJ đi. Hôm nay chủ đề trong video này mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là vàng có từ đâu và tại sao nó lại có giá trị đến như vậy. Thì theo như các nhà khoa học nghiên cứu và họ cho rằng là vàng không phải là một nguyên tố có sẵn ở trái đất mà nó được hình thành từ ngoài vũ trụ. Thì theo như các nhà khoa học nghiên cứu và nêu ra rằng là vàng được tạo nên từ các vụ nổ ngoài vũ trụ, là từ những hành tinh neutron va chạm với nhau và tạo nên một vụ nổ lớn và tạo ra nguồn năng lượng lớn làm thay đổi nhân của nguyên tử tạo nên thành vàng, và sau đó vàng mới bắt đầu rơi từ ngoài vũ trụ vào trái đất. Và trong quá trình trái đất hình thành và thay đổi về địa chất của hàng trăm năm, hàng tỷ năm thì vàng bị lắng sâu vào trong lõi của trái đất. Và theo nghiên cứu là vàng chỉ xuất hiện trên trái đất khoảng tầm khoảng 200 triệu năm trước thôi. Và các nhà khoa học nghiên cứu cũng không thể nào tạo ra được vàng, bởi vì với khoa học hiện nay thì không thể nào tạo ra được một nguồn năng lượng lớn như là vụ va chạm của các hành tinh với nhau. Vì vậy mà vàng ở trên trái đất này là hữu hạn. Thì theo như các bài báo đưa ra thì ở sâu dưới đại dương là rơi vào khoảng 20 triệu tấn vàng, còn ở trên bề mặt của trái đất thì khoảng 1 triệu tấn vàng. Nhưng mà hiện nay thì từ 200 triệu năm cho tới nay thì chúng ta chỉ khai thác được mới được có 200.000 tấn vàng thôi. Nên là cái việc khai thác vàng rất là khó khăn và tốn kém chi phí. Và vàng nó được đẩy lên từ dưới lõi trái đất, đẩy lên trên bề mặt trái đất thông qua các miệng núi lửa. Và khi mà đưa từ dưới lõi trái đất lên á, là nó là dẻo, nó là vàng lỏng á, vàng như mà mình nấu ra vậy đó. Và khi mà nó đi theo đường của miệng núi lửa lên và lên tới trên này thì theo dòng chảy nó chảy đâu rồi nó tiếp xúc với không khí và nước này kia, nó mới bắt đầu hình thành thành vàng cục. Và người ta khai thác từ cái vàng cục đó. Nên là vàng tuy là nó rất là nhiều trên trái đất nhưng mà việc khai thác rất là khó khăn. Nên là vì vậy mà nó rất là quý hiếm. Và vàng từ xa xưa đã được các vua chúa coi là một kim loại cực kỳ quý hiếm. Và họ sử dụng vàng để làm đồng tiền và để làm phương tiện giao dịch thay cho hàng hóa. Và sau này thì các nhà nước sử dụng vàng để làm ngân khố, tích trữ ngân khố cho đất nước và hình thành nên một cái gọi là bản vị vàng. Và khi mà có nghĩa bản vị vàng có nghĩa là khi mà một nhà nước muốn in tiền ra thì họ phải trong kho của họ phải có một lượng vàng tương đương với số tiền để đảm bảo cho cái lượng tiền giấy mà họ in ra. Nhưng mà hiện nay là cái bản vị vàng nó không còn, nhưng mà tất cả các ngân hàng trung ương của tất cả các nước đều phải có một lượng vàng dự trữ nhất định nằm ở trong ngân khố của mình, để khi mà xảy ra về khủng hoảng tài chính thì cái lượng vàng đó sẽ được các ngân hàng trung ương của các nước sử dụng để đảm bảo, để duy trì cái lợi thế, cái giá trị của đồng tiền giấy của mình. Và vàng cái giá trị của nó từ xa xưa tới giờ không, hầu như là chưa có cái kim loại nào mà có thể thay thế được. Từ cái lúc mà sử dụng vàng để chế tác ra tiền vàng xu thay cho tiền bạc thì cho tới hiện tại bây giờ thì chưa có cái loại kim loại nào có thể thay thế được cái giá trị của vàng. Và cái quan trọng nữa là đó là vào niềm tin của con người dành cho loại tài sản này. Thì tại vì từ xa xưa tới giờ nó đã hình thành một cái giá trị mà không thể thay đổi, nên là bây giờ ai cũng tin vào cái niềm tin là vàng nó mang một cái giá trị rất là lớn. Và nó là một loại tiền tệ khác và nó có thể thay cho cả tiền giấy. Về tính thanh khoản cũng như là về giá trị của nó là không thể thay đổi và không có gì có thể thay thế được nó luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Thì mình hy vọng video này sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin bổ ích. Đừng quên chia sẻ và theo dõi kênh của Vàng Thành Ngôn để nhận thêm nhiều video bổ ích nhé các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.